I went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. 'Cause now it's hip hop. Gala crazy, do a mambo like a crazy with a hip mambo. Don't wanna tarantella, hip mambo. No more mozzarella, hip mambo. Mambo Italiano, train enchilada with a mash of bacala. And then a hey goodbye, I love you all the dance room bar. But take some advice, Pisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't a guy. You're good looking, but you don't know what's cooking to you. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Ho, ho, ho. Let me mix up Siciliano. It's so delish. Everybody come to Pisa. Mambo Italiano. Yeah. Oh, bye, folks. Bye. Yeah. Con xin cảm ơn tiết mục của cô Đặng Lệ Dung và anh Hoàng Tuấn. Đúng ra là tụi con phải gọi bằng bà. Bà ngoại của em. Bà già quá đi. Cô cho trẻ ha. Vậy cô học nhảy cái môn dancebox này lâu chưa cô? Và cái cơ duyên nào đưa cô đến với bộ môn này ạ? 75 tuổi là tôi bắt đầu tập, mà năm nay 85 coi như 10 năm rồi. Nói cho nó ngay thì lúc giờ tôi bị bệnh quá đi, đau phát vị đĩa đệm, rồi thoái hóa cột sống hở van tim, nghĩa là nhiều bệnh lắm. Nằm mà ăn á, bác sĩ có khuyên tôi là về cái bắc trắng tập thể dục đi cho nó bớt đau. Thành ra cái bệnh của tôi nó nhờ cái môn này mà dần nó hết. Đấy là rất bình thường, không có uống một viên thuốc rồi. Trí nhớ được khôi phục. Nè, thở van tim hết, thoát vị đĩa đệm cũng hết, mà thoái hóa cột sống cũng hết luôn. Thì nhờ cái môn này tôi hết được bệnh này, không phải uống thuốc này ha. Đời sống vui vẻ, cho nên là các cháu, con cháu nó đều ủng hộ hết. Nó nói, mẹ cứ đi chơi làm sao mà mẹ giữ được sức khỏe là được rồi. À, ông xã tôi cũng vậy. Nói về kêu vú á, thì phải nói trong các sàn đó là tôi. Nhưng mà tôi vận động á, thì nó không phải là những bước nhẹ, mà rất là mạnh bạo, nhào lộn. Mong là chị em dáng luyện tập. Điều thứ nhất á, là mình không tốn tiền đi bác sĩ. Điều thứ hai là mình giữ được cái vóc dáng thanh xuân. À, chưa như tôi nè, 85 chưa ai bảo tôi 85 hết trơn. Đó là tôi nhờ môn kêu vú. Có sức khỏe là có thanh xuân. Mong tất cả các chị em, nghĩa là cũng dáng luyện tập và cũng có sức khỏe như tôi. Tôi được mệnh danh là nghĩa là bà già số 1 nước Việt Nam. Nhưng mà con thấy là trong bài biểu diễn vừa rồi của mình thì có cả bước drive này, rồi có cả bước cha 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 này. Ngoài ra thì cô kết hợp nhiều bước. Thì ngoài ra thì cô còn tập những điệu nào khác nữa không ạ? À, có thể đi được hết tất cả các điệu. Rumba, tango, basso, chỉ lâu gì đã đi được hết. Tại vì em đã từng học nhảy dancebox và rất là khó và em đã bỏ cuộc. Vì em khó lắm, nhảy không được. Mà không ngờ là cô theo mà từ lúc là 75 tuổi mà 10 năm. Cô ơi, cô có một cái chế độ ăn uống như thế nào mà được như thế này không cô? Ít ăn thịt. Thịt với mỡ ít ăn. Dạ. Bữa ăn của cô là gồm có gì cô? Ăn rau nhiều không bị không có tiền mua thịt. Trời. Không cô còn rất là tinh mẫn. Dạ, rất minh mẫn. Còn giỡn được. Thì bắt đầu từ giờ chắc con về ăn rau không quá. Trời ơi.
ơi. Cô đang sống với ai và cuộc sống hàng ngày của cô như thế nào ạ? Hiện tại bây giờ có tôi mới ông xã tôi à. Dạ. Cô, ông xã của cô có học dance sport chung không? Ông này nhà mô phạm nên là cho nên là ông ấy sống trầm lặng lắm. Dạ. Hai thái cực khác nhau. Hai thái cực khác nhau. Nhưng mà lại hòa quyện chung một gia đình. Hòa hợp được cái hai thái cực. Nhưng mà hòa hợp khi mà tôi nổi giận lên thì ông ấy lùi. Còn khi ông ấy giận thì tôi lùi. Thế là kể như là sống năm 20 tuổi, 21 tuổi là gia đình. Và đến bây giờ thì người 85 tuổi, người 89 tuổi. Cô có mấy người con, mấy người cháu? Dạ, tôi được 4 người. Ba trai, một gái. Dạ. 8 đứa cháu, 6 đứa cháu nội, 2 đứa cháu ngoại. Cô có nhớ hết tên cháu nội, cháu ngoại không cô? Nhớ chứ, chưa có lãnh mà. Dạ. Dạ, tính toán rất giỏi. Trời ơi. Cô, trời, chưa giờ con gặp một người tuổi cô mà lại giữ được cái tinh thần yêu đời và tươi trẻ như vậy luôn. Có lẽ là tôi sống rất hồn nhiên. Tôi lúc nào cũng có nụ cười trên môi hết. Đúng rồi, Linh đúng ơi. Từ hai nhân vật nãy giờ chúng ta gặp là cứ hồn nhiên rồi sẽ có bình yên. Mình cứ sống hồn nhiên đi thì mình sẽ trẻ mãi không già. Yeah.